Thế giới công nghệ vẫn luôn náo nhiệt, vẫn luôn nhiều sự thú vị đến từ tất cả những thương hiệu nổi tiếng, khiến cho nhiều người dùng cực kỳ háo hức và mong đợi. Năm 2023 dự sẽ là một năm mà các tín đồ công nghệ sẽ chứng kiến những màn ra mắt ấn tượng với những siêu phẩm mà NT Studio sẽ giới thiệu đến cho các bạn đây. Tết Nguyên đán sắp đến rồi, bạn nào muốn sắm cho mình những chiếc smartphone thì có thể ghé ngay Di động Mỹ nha. Các bạn có rất nhiều chương trình khuyến mãi cũng như là sản phẩm đi kèm. Link thì mình để ở dưới video này nha. Sản phẩm đầu tiên đó chính là điện thoại màn hình cuộn. Các bạn nghe tên thì các bạn đã thấy nó hấp dẫn rồi đúng không? Nhưng mà sau mọi đồn đoán thì nó vẫn chưa được ra mắt vào năm 2022 này. Do đó mà các chuyên gia đã kỳ vọng nó sẽ được trình làng vào năm 2023 tới đây. Ngoài LG ra thì màn hình cuộn khó có khả năng xuất hiện trên thị trường vì LG đã quyết định đóng cửa bộ phận di động của mình và ngừng tham gia vào thị trường điện thoại di động. Nhiều nhà sản xuất điện thoại khác cũng đang làm ra những chiếc điện thoại màn hình cuộn cho riêng mình, trong đó có cả Samsung, Huawei và Oppo. Gần đây nhất thì một sự kiện về điện thoại màn hình cuộn của Lenovo đã được trình bày tại sự kiện Lenovo Tech World năm 2022 và sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được tung ra thị trường vào năm 2023. Thứ hai đó chính là máy tính bảng màn hình gập của nhà Samsung và Oppo. Nhiều nguồn tin vẫn khẳng định rằng là nhà Apple sẽ sản xuất cho mình những chiếc iPhone màn hình gập giống như là Samsung và cũng nhiều tin đồn cho rằng nhà táo khuyết cũng sẽ sản xuất cho mình những chiếc iPad màn hình gập. Hiện tại thì Samsung Galaxy Z Fold 4 được xem là mẫu smartphone màn hình gập tuyệt vời nhất trên thị trường. Đây là một chiếc điện thoại thông minh Android có thể mở ra như chiếc máy tính bảng và gập lại như một chiếc điện thoại thông thường. Và nó giúp nhiều người dùng thao tác đa tiện ích từ chia đôi màn hình, này, đa nhiệm nhiều cửa sổ đến chuyển đổi thành một thiết bị hoàn toàn giống với Chrome với giao diện tương tự nhờ Samsung Dex. Sản phẩm thậm chí còn có hỗ trợ cả bút cảm ứng nữa. Theo nhiều nhà phân tích thì có thể Apple cũng sẽ tung ra những chiếc iPhone hay là iPad màn hình gập. Chiến lược của hãng là tung ra những thiết bị khác biệt rõ ràng như là iPhone này, iPad và MacBook đều phục vụ các mục đích khác nhau. Nhưng mà Apple cũng có thể đang phát triển một chiếc iPad hoặc là MacBook Lite với màn hình gập khoảng 20 inch. Tin tức này xuất hiện vào đầu năm 2022 và có thể ông trùm công nghệ vẫn đang tiếp tục làm việc với khái niệm này để có thể ra mắt vào năm 2023. Các bạn hãy chờ đón siêu phẩm này của nhà Apple nhé. Đối thủ Samsung cũng đang cố gắng phát triển một chiếc máy tính bảng có màn hình gập lại. Thông tin này được đưa ra vào tháng 8 từ IC Universe. Theo đó thì Galaxy Tab Fold sẽ được ra mắt vào năm 2023 và nó dự đoán sẽ ra mắt cùng với Galaxy Tab S9 của nhà Samsung. Cuối cùng đó là thực tế tăng cường AR. Cụ thể ở đây sẽ là tai nghe Apple AR. Công nghệ AR đang âm thầm vững chắc tiến vào một nhóm nhỏ những người đam mê công nghệ. Năm nay thì Meta đã phát hành tai nghe AR Meta Quest Pro hướng đến thực tế tăng cường. Thay vì chặn tầm nhìn của người dùng về thế giới và thay thế bằng thế giới kỹ thuật số hoàn toàn, thì tai nghe AR của Meta sẽ phủ các đối tượng kỹ thuật số lên tầm nhìn của người dùng về thế giới thực. Ngoài ra thì một công ty nhỏ tên là Enreal đã phát hành kính Enreal Air AR với giá cả phải chăng, được xem là một sản phẩm AR tiêu dùng đơn giản. Thiết bị phản chiếu màn hình điện thoại là một cách tuyệt vời để xem nội dung khi mà người dùng đang di chuyển, có thể là đang ở trên một chuyến bay mà không cần phải nhìn chằm chằm vào iPad hoặc là màn hình điện thoại. Tuy nhiên thì tai nghe Apple AR sắp ra mắt sẽ làm được nhiều việc hơn là chỉ phản chiếu trên màn hình điện thoại trước võng mạc. Nói cách khác là Apple sẽ thay đổi thế giới của chúng ta bằng cách giới thiệu tai nghe AR huyền thoại của mình. Vì Apple AR là một sản phẩm công nghệ cao cho nên là giá cả của nó cũng có thể rất là cao, cho nên là cái việc sản xuất trong một quy mô lớn sẽ rất là khó. Các bạn thấy đấy, toàn là những siêu phẩm thôi. Dự là năm 2023 này sẽ là một năm đầy thú vị cho các tín đồ công nghệ với những siêu phẩm đột phá đến từ nhà Samsung cũng như là Apple. NT Studio sẽ cập nhật thêm thông tin mới nhất cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like, một subscribe và chờ đón những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!